Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 23. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây, làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói các điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và tin vào lời Đức Giêsu đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu giận dữ vì những người khác đã biến đền thờ trở thành nơi buôn bán, đổi chác. Hay nói cách khác, họ là những người mại thánh. Đức Giêsu không chấp nhận những hành động trên, nên người đã làm một cuộc cải cách để trả lại ý nghĩa thiêng liêng đích thực cho việc tôn thờ Thiên Chúa ngự ngay trong đền thờ. Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Bên cạnh đó, người còn cho chúng ta thấy đền thờ đích thực, đó chính là thân thể của người. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Đền thờ mà Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể của người. Từ những lời dạy của Chúa Giêsu trên, mỗi người chúng ta cần ý thức lại thân xác của chúng ta cũng chính là đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Vì qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên đền thờ cho Thiên Chúa ngự như lời Thánh Phaolô đã nói. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Một khi đã ý thức thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa, chúng ta cần luôn biết giữ gìn sự thánh thiên của thân xác mình. Đừng dùng thân xác của mình để buôn bán, vui chơi hay là đồ vật thỏa thích cho những người khác mà quên mất tính linh thánh thân xác của mình được chính Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc bằng giá máu của người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con mỗi ngày luôn ý thức thân xác chúng con chính là đền thờ để Chúa ngự. Xin giúp chúng con đừng để mình bị tha hóa, tội lỗi xâm chiếm, nhưng chỉ để cho Chúa mà thôi, để ngày sau chúng con được Chúa cho thân xác chúng con được sống lại với Chúa. Amen.